là sexy, thấy chưa? Nước sôi là kiểu mình hay bị giận lên nhanh ấy hả? À, mọi người thử xem là lát nữa Phương Nhi mặc những cái thiết kế của anh Đỗ Long lên thì nó sẽ như thế nào nhá. À, thực sự đây là lần đầu tiên luôn mà hai anh em có cơ hội được làm việc với nhau. Dạ. Để vô đi chúng ta. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì Đỗ Long đang ở trong một cái set quay dành cho một cái campaign, tức là show resort của Đỗ Long sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5. Thì trong set quay này, Đỗ Long đặc biệt giới thiệu với tất cả mọi người lần đầu tiên ba nhân vật hot hoàn hợp, lần đầu tiên kết hợp với nhau, và ba nhân vật này rất là hot trên mạng social. Đây là một bộ sưu tập mà Đỗ Long lấy ý tưởng từ biển cả, và lần đầu tiên Đỗ Long làm một bộ sưu tập resort rất là ứng dụng và dễ mặc dành cho những khách hàng của Đỗ Long. Thì ở sự kết hợp lần này thì Đỗ Long muốn kết hợp ba gương mặt, nói chung là không phải là quá mới, nhưng mà ba gương mặt này lần đầu tiên kết hợp với nhau, đó là Thảo Nhi Lê, Phương Nhi và Gil Lê. Thì Đỗ Long mong rằng ở bộ tập này thì mọi người sẽ có một cái sự bất ngờ khi mà ba nhân vật này kết hợp với nhau. Riêng bộ tập lần này thì Đỗ Long những sử dụng những tông màu, tức là màu be nè, màu trắng nè, và những cái màu sắc của nước biển nè, của hoàng hôn nè. Thì hy vọng rằng cái bộ sưu tập lần này sẽ mang lại một cái sự mới mẻ cho những người yêu thời trang của Đỗ Long. Và nàng thơ của bộ tập lần này đó là Thảo Nhi Lê, một người em rất là thân thiết với Đỗ Long. Đó. Quá trời là sexy. À, để gọi là chọn một cái nhân vật mà có một cái vai sexy thì Đỗ Long nghĩ là ở bộ tập này không ai khác, đó là ngoài Thảo Nhi Lê. Thảo Nhi chỉ cần uống lên, đội cưỡng lên xíu là được rồi. Đấy. Đây là nàng thơ trong comment lần này của Đỗ Long đó, rất là sexy, thấy chưa? Cho anh là chọn đúng người đúng không? Đó. Lần đầu tiên hồi xưa là Đỗ Long với Thảo Nhi Lê lần đầu tiên gặp nhau ở trong một cái sự kiện của rượu đúng không? Đúng rồi. Đó. Trên du thuyền. Trên du thuyền lần đầu tiên là gặp rất là ấn tượng với Thảo Nhi, lúc đó là Thảo Nhi mặc một cái đầm mà nó bị hư cái dây kéo đúng không? Rồi, đó. Đúng rồi. Sau cái anh với anh Linh Hoài kêu là bây giờ em lượn vô luôn là sẽ thành ra một cái kiểu mới đó. Một cô gái rất là trẻ trung, khỏe khoắn và năng lượng. Khi mà lần đầu tiên gặp Thảo Nhi là hai anh em nhưng được cùng tần số là biết là rất là hợp với nhau rồi đó. Đó. Cả một buổi đêm, cả một event là hai anh em mình kiểu bình cạnh nhau luôn ấy. Đó, và nói chung là Đỗ Long rất là quý Thảo Nhi Lê. Mỗi lần mà anh Đỗ Long có nhờ gì Thảo Nhi đều có mặt. Đó, và tất nhiên ở những cái sự kiện quan trọng của Thảo Nhi, nếu mà Thảo Nhi cần anh Đỗ Long thì anh Đỗ Long sẽ support hết mình. Anh Đỗ Long luôn luôn support Nhi từ lúc hành trình với Nhi về Việt Nam bây giờ. Rồi, và hy vọng rằng anh em mình sẽ đi với nhau một chặng đường dài hơn nha. Yeah. Xin chào mọi người, mình là Thảo Nhi Lê và cảm ơn mọi người hôm nay Nhi có ở trên kênh của anh Đỗ Long. Thật ra thì Nhi thì cũng mặc đồ của anh Đỗ Long trước đây rồi, nhưng lần đầu tiên mà Nhi đã được có cơ hội để gặp anh Đỗ Long là Nhi nghĩ là trước 2-3 năm hay sao ở trên di truyền, mà có một cái sự kiện mà hai anh với em với cả Nhi đi. Sau chương di chuyển đấy thì hai anh em gặp nhau thì một pháp một là gặp nhau là khớp luôn, là nói chuyện với nhau và nói chuyện cả đêm luôn và ngồi cạnh nhau. Rồi từ ngày hôm đó thì anh Long với cả Nhi rất là thân với nhau, và Nhi cũng kể cho anh Long là sắp tới là Nhi sẽ đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, và anh Long cũng nói là nếu mà em cần gì anh luôn luôn sẵn sàng ủng hộ em. Và y rằng như vậy luôn, là Nhi cũng đã nhận lời của anh Đỗ Long và cũng hỏi anh ý, và anh đã ủng hộ Nhi và trong hành trình mà Nhi thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Và nói chung là cái mối quan hệ của Nhi và anh Long thì luôn luôn rất là vui vẻ, dễ thương, rất thân thiện. Anh Long là một người rất là dễ thương thật sự. Nhi không nghĩ là kiểu nhìn anh Long ở trong hình ảnh trông maybe cool ngầu cái này kia, nhưng ở ngoài đời anh ấy thật sự là một người rất là gần gũi, rất là dễ thương và rất là thân thiện luôn.
Ôi thật ra nếu mà nói về kỷ niệm thì anh Đỗ Long với Nhi thì có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Thật ra trong cả cái hành trình mà anh Đỗ Long với Nhi collab để làm cái váy cho cuộc thi final của Nhi Hoa Hậu Vũ Việt Nam 2022 thì anh Đỗ Long với Nhi cũng có rất là nhiều ngày qua fitting nói chuyện với nhau, rồi tâm sự với nhau, rồi có những cái buổi mà quay TikTok với nhau cũng rất là vui. Anh Đỗ Long thì là một người anh rất là đam mê TikTok luôn. Lần nào gặp nhau là cũng phải quay ít nhất là 1-2 TikTok. Chắc chắn là hôm nay cũng sẽ quay một TikTok nào đó với anh Đỗ Long, chắc chắn thua luôn. Còn ngoài ra thì như thế làm việc anh Đỗ Long thì nó rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Và anh ấy cũng một người rất là lắng nghe. Kiểu như mình có ý kiến gì, mình muốn thay đổi cái gì, mình muốn làm một cái gì đó thì anh Đỗ Long luôn luôn sẵn sàng, anh ấy hỗ trợ mình, lắng nghe mình và chiều mình. Nghĩ là không có nhiều thiết kế, nhà thiết kế mà ai cũng như vậy. Vì thế nhưng cảm thấy anh Đỗ Long là một người rất là chuyên nghiệp trong công việc của mình. Nước sôi là kiểu đúng không? Mình hay bị giận lên nhanh ấy hả? Đúng. Có vẻ là cái đấy là anh Long với cả Nhi cũng khá là giống nhau, là mình có tính cách mà hơi kiểu nhanh, kiểu mình nhanh, hồi cái gì cũng nói nhanh, làm nhanh rồi một lúc này kia rồi cũng kiểu bùng nổ ấy, xong idea cũng bùng nổ luôn, rồi cái gì cũng hiểu crazy một chút. Thì như thế cũng hợp với anh Long mà. Một người sáng tạo. Nghĩ là style của anh Đỗ Long thì anh Đỗ Long có một cái style rất là riêng biệt của anh ấy. Không khác nhà thiết kế nào ở Việt Nam hết. Và style của anh Đỗ Long thì nó có một cái gì rất là gợi cảm, sexy, hiện đại, nhưng nó vẫn có một cái gì rất là nữ tính, hợp với cả phụ nữ người châu Á mình. Thì rất là hợp luôn. Yeah, thật ra thì cũng có mấy shooting lần trước là anh Đỗ Long cũng hỏi Nhi rồi, nhưng mấy hôm trước thì mấy shooting lần trước thì Nhi bị bận, Nhi không ở Việt Nam thì Nhi đã không nhận lời được. Nhưng lần này Nhi đã may mắn có mặt ở Sài Gòn thì chắc chắn là Nhi nhận lời để hôm nay tham gia shooting của cho show mới tên là Rhythm. Và cái này là một cái collection cho năm resort cho summer của năm nay. Và bản thân Nhi thì Nhi là một người rất là thích mùa hè thì cảm giác là cái collection này cũng sẽ phù hợp với Nhi luôn. Tinh thần năng động và sexy. Hi, xin chào mọi người, mình là Phương Nhi. Xin chào mọi người. Và hôm nay mình đang ở set chụp của bộ sưu tập Rhythm của anh Đỗ Long cho năm 2023. Không gian thì hôm nay Phương Nhi thấy là nó rất là cây cối, nó mang một sắc rất là xanh. Và mình thấy cái vibe của hôm nay là một cái vibe mà summer á. Có nghĩa là hôm nay mình thấy mình như được hóa thân thành một cô hot girl summer vậy đó. Nó rất là tươi vui, nó rất là fresh. Và mình nghĩ là đây cũng sẽ là một trong những cái vibe, một cái tinh thần mà anh Đỗ Long muốn mang đến bộ sưu tập lần này. Vừa fresh, vừa tươi mới, cũng như là mang một cái sự nóng bỏng của mùa hè nữa. Đó. Và thiết kế tất cả mọi thứ nó rất là resort và nó rất là địa trung hải, đúng không? Đáng tiếc là hiện tại thì Phương Nhi chưa có mặc đồ của anh Đỗ Long cho bộ sưu tập lần này. Nhưng mà lát nữa thì mình cũng sẽ mặc và mọi người thử xem là lát nữa Phương Nhi mặc những cái thiết kế của anh Đỗ Long lên thì nó sẽ như thế nào nha. Cùng đón chờ nha mọi người. Ok. Thì thật ra là Phương Nhi thấy nhận xét của mọi người rất là đúng. Anh Long là một người rất là nước sôi. Tại vì mỗi lần mà Phương Nhi nói chuyện với anh Long kiểu cảm giác như Phương Nhi bị tung lên rồi đó mọi người. Nghĩa là anh Long là một người mà em Phương Nhi thấy là làm việc nó rất là nhanh nhẹn. Anh rất là kiểu lanh lẹn. Và Phương Nhi cảm thấy làm việc với anh thì mọi thứ nó anh nhanh nhưng mà mọi thứ nó vẫn được trơn tru. Và anh vẫn tất cả mọi trang phục của Phương Nhi mặc thì nó vẫn rất là vừa có mang được cái tính cầu toàn của anh này mà vừa rất là chỉnh chu và rất là đẹp nữa đó. Mình dùng một cái từ để tóm gọn những cái thiết kế của anh Long thôi, đó chính là đẹp đó. Cũng tại vì một phần là Phương Nhi cũng đang theo một cái hình tượng mà nó nhẹ nhàng và nó kín đáo hơn những cái thiết kế mà anh Long show cho mọi người. Nhưng mà thật ra thì những cái thiết kế của anh Long á cũng có rất là nhiều những cái thiết kế mà nó đẹp và nó kín đáo, nó rất là tiểu thư và nó kiểu mình vừa mặc vào mình cảm giác nó rất là sang á. Nên là Phương Nhi tin là lần này anh Long ngỏ lời cũng với mình thì cũng ý là anh Long làm bộ sưu tập này cũng mang một cái phong cách của Phương Nhi rồi. Nên là Phương Nhi nghĩ là đó là lý do tại sao anh Long ngỏ lời để cùng mình kết hợp với bộ sưu tập lần này. Và thật ra Phương Nhi thấy là lúc nãy vừa rồi thì Phương Nhi khi mà nhận lời á thì Phương Nhi thấy là có 3 màu sắc rất là khác biệt. Đó là chị Thảo Nhi Lê này, Phương Nhi và anh và Gil Lê nữa. Nên là cũng mong là mọi người sẽ đón chờ bộ sưu tập Freedom của anh Đỗ Long nha.
Dạ. Để Yu đi vô khách. Dạ, hôm nay là lần đầu tiên mà Nhi với cả Yu được làm việc với nhau. Và cảm thấy rất là vui mà đúng không? Dạ, yeah. Thoải mái. Thoải mái mà, đâu có gì đâu. Yu nói trước đi. Yu thấy là đang rất là gọi là hợp, hợp lúc thì sắp tới là summertime rồi. Và cái trang phục này mang một cái hơi hướng rất là địa trung hải, rất là như mọi người thấy là cây nắng cát này, cho nên là thấy cái vibe này nó khá là chill. Dạ, yeah. Nó vừa chill nhưng nó có một cái sự gì gọi là vẫn sexy, vẫn cá tính đúng không? Kiểu như là mình đang ở Đại Trung Hải, ở desert mà nhưng mình vẫn có một cái gì rất là seductive và sexy. Yeah. Đúng không? Rất quyến rũ. Nãy giờ mọi người chơi là hai bạn đang rất là anti với nhau, bây giờ mình sẽ có một thử thách là hai bạn thử quất. Một người dẫn đốt cho. Đó. Sexy lên đó. Hát chưa? Thôi rất khó ra. Và có lẽ là mọi người đang rất là thắc mắc tại sao Đỗ Long lần đầu tiên làm việc với Yu Lê sao? Tại vì trong bộ tập phần này sẽ có những bộ đồ nam mà Đỗ Long đã ấp ủ từ rất là lâu và không ai hợp hơn. Đó là Yu Lê với phong cách menswear là bà rất là lãng tử. Thì Đỗ Long mong rằng ở một cái sự kết hợp lần này sẽ mang lại một sự bất ngờ cho tất cả mọi người. Và mọi người ơi, hãy cùng chờ đón bộ tập resort của Đỗ Long nhé. Xin chào mọi người, mình là Yu Lê. Và hôm nay Yu rất vui khi có mặt tại buổi chụp hình photoshoot bộ sưu tập mới nhất của anh Đỗ Long. Hiện tại thì Gil cũng đang có những cái lịch trình riêng của mình, nhưng mà bởi vì anh Đỗ Long rất là nhiệt tình và anh luôn hỗ trợ hết mình theo cái lịch của Gil á, và cả cái lịch fitting thử đồ thì anh cũng rất là chủ động, và mình cảm thấy không quá khó khăn để có thể mà sắp xếp thời gian tham gia cùng với lại mọi người ngày hôm nay. Thực sự đây là lần đầu tiên luôn mà hai anh em có cơ hội được làm việc với nhau. Trước đây thì cũng đã rất là nhiều lần gặp gỡ và mình cũng biết đến anh Đỗ Long qua rất là nhiều bộ sưu tập thời trang rất là tuyệt vời của anh. Khi mà Gil được nhận được lời mời của anh Đỗ Long là có thể tham gia cùng với campaign lần này thì Gil rất là bất ngờ. Bởi vì từ trước tới giờ mình biết là tất cả những bộ sưu tập của anh Đỗ Long thì đều rất là cắt xẻ táo bạo nè, rất là sexy, quyến rũ. Thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà anh Đỗ Long có gửi lời mời đến Gil tham gia cùng lần này. Thì mình nói là wow, chắc là anh đã chuẩn bị một cái điều gì đó rất là thú vị cho dự án lần này. Thì hỏi thăm thêm thì anh cũng có nói là anh đợt này sẽ là có những cái mẫu menswear. Và như mọi người có thấy Gil đang mặc trên người một trong những cái đồ trong bộ sưu tập mới của anh. Thì Gil cảm thấy có một tí gì đó khác mình, nhưng mà cũng cảm thấy rất là thú vị và yêu thích những cái mẫu này. Và như có nói thì anh Long cũng là một người rất là nhiệt tình và chủ động, cho nên anh cũng có gửi những cái sketch đồ cho mình ngay từ đầu. Thì chỉ cần nhìn ngay lần đầu tiên thôi là mình đã rất là thích rồi. Và cái chuyện quan trọng chỉ còn là đo sao mà có cái kích thước chuẩn nhất thôi. Chứ mình cũng không có phải gọi là thắc mắc hay là cần đòi hỏi gì thêm nhiều nữa. Bởi vì ở bộ sưu tập lần này những cái trang phục của anh mang hơi hướng rất là vừa trẻ trung mà vừa có một cái màu rất là địa trung hải, và nó cũng có một cái sự quyến rũ ngầm. Dù là đồ menswear nhưng mà vẫn mang được cái màu quyến rũ gợi cảm của anh Đỗ Long đưa vào. Hiện tại thì nói về các chương trình truyền hình thì Gil có vẫn đang tiếp tục cùng với biệt đội Chạy Đâu Cho Thoát quay những tập cuối của mùa đầu tiên. Hy vọng là mọi người sẽ yêu mến và theo dõi. Ngoài ra thì các chương trình truyền hình mà Gil đã quen thuộc với mọi người như Siêu Tài Năng Nhí và nhiều chương trình khác nữa thì vẫn đang trong quá trình quay hình rồi. Còn riêng về sản phẩm âm nhạc cá nhân của Gil thì sau chương trình The Heroes Thần Tượng Đó Thần Tượng, và khi mà mình may mắn đạt được giải quán quân thì mình và cùng các bạn producer trẻ trong chương trình, trong đội của mình cũng đã ngồi xuống để chuẩn bị bắt đầu những dự án âm nhạc trong thời gian sắp tới, một thời gian ngắn thôi. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ những sản phẩm âm nhạc sắp tới của Gil. Với ba cái tên thì Thảo Như Lê là cũng khá là quen thuộc vì anh Long đã từng làm Thảo Như Lê tại chung kết Miss Universe 2022.
Phương Nhi cũng đã từng mặc trang phục của Đỗ Long. Còn cái tên bất ngờ nhất có thể là Kiều Lê. Kiều Lê. Nhưng mà có thể là Phương Nhi từng mặc đồ Đỗ Long, nhưng mà Phương Nhi lại là một cái hình ảnh khá là gọi là gà bông á, tại vì khá là trẻ trung và nó cũng không quá mang hơi hướng của Đỗ Long trước giờ, nhưng mà với cái sự kết hợp lần này cũng khá là một cái sự kết hợp khá là thú vị. Lúc duyệt bản kép thì mình rất là khó khăn, bởi vì Thảo Nhi Lê là một cái cô gái rất là năng lượng, body hình thể thì rất là nóng bỏng, cho nên cái việc kết hợp với như lần này lúc việc rất là khó khăn, vì lần này bộ sưu tập mang tính ứng dụng rất cao. Nói chung là làm sao mà để cho một cái bộ trang phục mình có tính mới mẻ, không bị cũ quá, nên cho nên là cái việc mà chỉnh sửa gặp rất là nhiều khó khăn lúc ban đầu. Mọi người ơi, vậy là đã kết thúc buổi chụp hình ngày hôm nay, và Đỗ Long xin chân thành cảm ơn Diêu Lê, Thảo Nhi Lê và Phương Nhi đã xuất hiện trong campaign lần này của Đỗ Long, và vô cùng gọi là cảm kích ba đứa em khi mà vừa nhận lời với là anh Đỗ Long nhờ là sẽ xuất hiện liền. Luôn luôn sẵn sàng. Và mọi người hãy cùng chờ đón những hình ảnh mới nhất của ba nhân vật này nha.